Hello, xin chào anh em nhá. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của TuấnHC. Hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục dẫn anh em đến với cái map Vikendi. Và hôm nay thì mình sẽ khám phá một khu vực mà có lẽ rất là nhiều anh em đã thấy mình trong những cái trận đấu mà mình test trước đây. Đó chính là khu vực... mình cũng không biết gọi khu vực này là khu vực nào nữa. Đây mình tạm gọi đây là khu vực thành phố bên cạnh Hồ Băng anh em nhá. Ok, thì thành phố bên cạnh Hồ Băng này có cái tên là Goroka. Thì Goroka của chúng ta là một thành phố, là một thị trấn thì đúng hơn, là một thị trấn khá là nhiều nhà. Và có thể nói là đây là một thị trấn nó khá là hot ở trong cái map Vikendi này. Đây là mình nghĩ là một nơi rất là nhiều bạn anh hỏi mình là anh ơi làm thế nào để vào những cái nơi nó đông nhất. Và cái map Vikendi này thì nơi nào là đông nhất thì xin thưa với anh em rằng trong cái map Vikendi này thì Goroka là một trong những nơi đông nhất của cái map Vikendi này anh em ạ. Ok, cái nơi này nó giống như, mình có thể miêu tả nó giống như là Pochinki của Irango đấy. Nó giống như vậy anh em ạ. Đó. Và trong đây thì mình nhảy xuống lần nào là ở lần đấy sẽ có bắn nhau rất là khốc liệt luôn. Ok, rất nhiều súng đạn ở đây luôn. Tiếng bắn nhau có ở khắp mọi nơi. Trời ơi, sao nhiều đồ quá vậy? Ô, có tiếng chân, có tiếng chân. Không được rồi, tôi nghe thấy tiếng chân nhá. Nào, chạy đi đâu rồi? À, trong nhà này à? Xong, có phải ở trong nhà này không? Đúng luôn rồi. Ui, tuyệt vời quá. Thơm. Người ta gọi đây là ngọt canh xương ống mà đậm đà thịt thăn. Ô, đi đâu thế hả bạn Hiền? Nào, chạy đi đâu? À, lại còn bắn à? Trời ơi, mấy hôm nay chơi nó cứ bị khựng anh em ạ. Khó chịu ghê luôn đấy. Đây rồi, lại còn định bẫy tôi à? Định bẫy tôi này, chó chết luôn. À, có tiếng chân ở bên đối diện. Rồi, ở đâu ta? À, đây rồi. Nào, ra đây. Come on baby. Mạnh mẽ lên nào bạn ơi, đẩy sang đây nào. Nào, ra đây. Không ra. Nhập nhằng này, cho chết luôn. Khó chịu thật. Như vậy là hòm cũng được 4 mạng rồi anh em ạ. Đó. Đấy, nó cứ bị... Ồ, có tiếng chân. Nó cứ bị khựng khó chịu cực kỳ luôn. Đây rồi. Đi chết đi. Ô. Không được rồi bạn ơi. Thế là không được rồi. Cái gì? PUBG TV à? À, thằng Trung Quốc này khốn nạn thật. Rồi. Ui, bị giật quá. Nó cứ khựng thôi các bạn ạ. Hình như mình nghe thấy tiếng một thanh niên nào đó rất gần mình luôn đấy. Có phải ở trong nhà này không ta? Không phải rồi. Ô, trống luôn này. Ui, đây rồi. Ui rồi ôi, đi tìm ai đây? Vâng, đi tìm ai mà mặt ngáo ngơ vậy? Ô, vẫn còn tiếng luôn. Phải cẩn thận anh em ạ. Ồ, đây rồi, lâm sung. Tên nghe hay thế nhở. Nào, ui, lâm sung đây rồi. Đi chết đi. Rồi, xong. Như vậy là lâm sung cũng lên bảng đếm số. Quá đơn giản. Đấy, anh em có thể thấy là mình chơi nó cứ bị khựng ấy, khó chịu vãi nồi. Không biết lý do tại sao luôn đấy. Cứ chơi mà nó cứ khựng như thế này chắc là tôi gọi là mệt mỏi quá các cậu ạ. Ok, có X8 gắn vào khẩu SLR luôn. Quá thơm. Và trong cái map Vikendi này thì mình thấy là thực sự cái map này nó rất là giàu có, nhưng mà nó giàu ở cái mức nó không giống như là bên map Sanhok. Thì các bạn có thể thấy là rất là giàu những cái khẩu súng AR, nhưng mà ở đây thì nó rất là giàu những khẩu súng UMP. Và thậm chí là nếu các bạn vào trong một căn nhà nó có đến tận 4 khẩu SMG là chuyện rất bình thường. Nhưng mà để tìm AR hay là tìm những khẩu súng SR trong cái map Vikendi này là một điều hơi khó, thật sự là như vậy. Còn tất nhiên thì nếu mà chăm chỉ loot thì vẫn được thôi. Nhưng mà để mà nói với những cái thằng mà lười loot như mình thì kiếm được một khẩu AR trong cái map này nó khó vô cùng luôn. Và đây là hồ băng đây các bạn. Đó, hồ băng này đẹp không? Nói chung là cái hồ băng này thì theo như cảm quan mình nhận thấy thì nó không đẹp bằng trên bản PC. Nhưng mà với mình như thế này là đẹp rồi anh em ạ. Chỉ cần như vậy thôi. Bây giờ mà chỉ cần một cái điều duy nhất thôi, đó chính là nhà phát hành game có thể fix được cái lỗi nó cứ bị khựng, nó cứ bị drop FPS như thế này này. Đó, nếu mà fix được cái lỗi này thì nó phải gọi là tuyệt vời luôn. Hãy trả lại tôi độ mượt mà như những bản update trước đi xem nào. Tại sao lại cứ khựng như này? Chơi khó chịu quá à? Nhiều lúc chơi nó khựng nhiều quá ấy. Đấy, vừa nói xong, nó khựng nhiều quá làm cho mình cảm giác nó kiểu khó tả lắm anh em. Nó giống như là kiểu bị ức chế ấy. Đấy, chơi một con game mà nó không được mượt mà ấy. Nhất là với những tựa game FPS đòi hỏi sự mượt mà nhất có thể thì nó lại bị khựng như thế này. Cảm giác nó rất là thốn vô cùng luôn. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái con xe trượt tuyết này và đi lòng vòng kiếm người anh em nhá. Đó, trong cái map Vikendi này thì đi xe trượt tuyết là một sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Đấy, đấy. Tôi đã thấy Flare Gun rồi đấy. Ai bắn lên vậy? Ui đệt. Nhanh 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 nhanh. Flare Gun kìa. Ui rồi. Ui. 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 Đi trên sông băng nó có, nó kiểu khó chịu cực kỳ luôn anh em ạ. Vãi nồi luôn. Đúng kiểu bị trượt đấy. Khó điều khiển vô cùng. Hay đấy. Đấy, đi lên đất cái là nó khá hẳn ngay. Đây rồi, Flare Gun đây rồi. Không ai ra nhặt à? Định để Flare Gun đấy dụ tôi à? Phải kiểm tra đã bạn ạ. Đừng có vội vàng phi thẳng ra Flare Gun là đắng lòng đấy. À, nấp trong bụi này. Vâng, thanh niên gọi là bét dụ khị luôn đấy. Bắn Flare Gun rồi chui vào bụi lúp. Hỗn lạn thiệt sự luôn á. Thôi nhá, mình xin nhá. Ui, có M249 xong lại còn có cả ốp thế này nữa thì nó phải gọi là tuyệt vời ông mặt rời. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Thank you Vinamilk. Trời ơi, lần sau thì bắn Flare Gun thì phải nhặt bạn ạ. Có chết thì mình cũng đụng được vào cái cục Flare Gun. Bắn Flare Gun xong lại chết ở chết bờ chết bụi thế này nó có khổ không? Ui rồi ôi, cầm rõ là nhiều phụ kiện. Cảm ơn một lần nữa, cảm ơn bạn vì cái Flare Gun. Mình không hiểu sao các bạn ấy chơi ở cái map Vikendi này các bạn ấy bắn Flare Gun chi chít luôn, mà trong khi đấy mình lút từ lúc cái map Vikendi nó xuất hiện đến bây giờ mình vẫn chưa lút được cái Flare Gun nào anh em ạ. Vãi nồi. Mà trong khi đấy mình toàn nhảy những khu đông vãi cả nồi ra mà không lút được. Mà thậm chí những cái thanh niên nhảy của mình cũng không lút được luôn. Hình như Flare Gun ở trong cái map Vikendi này chỉ xuất hiện ở mấy cái nhà lút dạo hay sao ấy. Giật quá anh em nhở. Anh em có thấy giật không? Không biết là các bạn khi mà xem được clip và khi mình quay lại clip như thế này thì anh em liệu có thấy được cái độ giật của game khi mà mình đang chơi như thế này không? Chứ thật sự là hôm nay mình cảm thấy rất là khó chịu thực sự luôn đấy. Đủ Khó chịu thật sự với cái trải nghiệm bị drop FPS như thế này. Cái bản update này là một bản update mà mình nghĩ là nó là bản update tệ nhất của PUBG Mobile từ khi nó ra mắt đến bây giờ. Ô, có tiếng. Không được rồi. Bạn nào dị? Xuất hiện đi thôi. Ra đây nào. Nghe thấy tiếng súng chưa? Bạn mà không ra thì mình lại phải vào thôi. Không có ở đây. Ok. Không biết nấp đi đâu rồi. Nào. Ồ, lại nhặt được một cái chuông. Ui, vãi cả nồi ạ. Nhìn cái ảnh cứ tưởng người cơ, đậu xanh rau muống. Rất cà nảy. Rõ ràng mình nghe thấy thanh niên lục cục trong đây mà... À, cái gì đây, cái gì? Cái gì? Làm sao? Cái gì như thế nào? Hả? Đùa với cả ninja rùa một viên người. Chạy đi đâu? What the hell? Như thế mà không chết hả? Đi. Rồi, đi chết đi. Từ còn có người ở trong khu vực này nữa cho nên mình phải cẩn thận. Không bắn kiểu bố láo được. Đây rồi. Bắn này, headshot luôn. Nào, có ai không? Nhìn. Vâng, bạn ấy tên là Nhìn. Nhìn hờ. Chắc chắn là bạn ấy đang bắn một ai đó thì bị mình gọi là gạt giò. Chứ không có một đứa nào gọi là tự nhiên lại cứ bắn như vậy được. Không thể. Phải để ý anh em ạ. Trời ơi, mình vừa giết một bạn người Việt. Bạn ấy đang gọi là chăm chỉ bắn một ai đó. Mình cảm thấy tội lỗi quá đi. Mình nghĩ là mình nên quay lại lấy con xe trượt tuyết thì nó sẽ ổn hơn rất nhiều. Chứ bây giờ mà cứ chạy lông nha lông nhông, rõ ràng là bạn kia bạn vẫn còn đang bắn một ai đó, mà mình còn chạy lông nha lông nhông ra giữa kia thì dễ là bị ăn một viên K98 hoặc là một viên gọi là M24 vào mồm, là rất tỷ lệ nó rất là cao luôn đấy. Hoặc là ăn một chùm đạn UMP hoặc một khẩu súng gì đó. Bây giờ thì mình mới để ý là cái map Vikendi của chúng ta không có khẩu súng G36C anh em ạ. Sẽ lại có một patch nữa để cập nhật. Nói chung là cập nhật ở trong PUBG Mobile nó rất là nhỏ giọt. Nó cập nhật từng tí một luôn, như kiểu để ém hàng ấy. Nó không giống như bản PUBG PC, nó sẽ bung hết tất cả mọi thứ ra để cho anh em trải nghiệm. Nhưng bản PUBG Mobile thì lại khác. Từng tí một. Mình hay gọi cái kiểu update này kiểu update ân huệ ấy anh em. Update từng tí một. Khó chịu vờ lờ luôn. Thôi, đi thôi. Đi nhanh còn kịp. Ô, có tiếng. Không được rồi. Không đi được rồi. Phải công nhà thôi. À, lục cục trong nhà. Vào luôn này. Nào. Lục cục ở đâu nào? À đây rồi. Ui rồi ơi. Vâng. Lên bảng đếm số luôn. Trời đù. Ok, lấy xe và té thôi. Vuver đi linh tinh đấy mà cũng được 11 kill anh em ạ. Hấp dẫn vô cùng luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đi theo tiếng gọi của máy bay. Trong cái map Vikendi này muốn bắn nhau anh em cứ ra thính, bởi vì là người đi lụm thính, nhà đi lụm thính. Để làm gì các bạn biết không? Để kiếm bộ người tuyết. Đây rồi. Chạy đi đâu? Nằm xuống đi. Nằm xuống thật mới sợ chứ. Trời ơi. Tôi đã thấy bạn rồi. Có nằm xuống hay là không nằm xuống thì cũng chết cả thôi. Đi tiếp nào. Và mình thấy là cái xe trượt tuyết này ấy, hình như nó đâm người rất là khó anh em ạ. Hôm trước mình đã thử đâm người bằng cái xe trượt tuyết này và 2 lần bị fail rồi. Đâm thẳng vào luôn nhá, đâm thẳng vào người luôn ấy mà vẫn fail anh em ạ. Hình như xe trượt tuyết này nó đâm nó không có sát thương hay sao ấy. Mình đâm vào nó vẫn sống nhăn răng. Và tất nhiên rồi, với những quả đâm như thế thì thường thường nếu mà không giết được người thì mình sẽ là thằng phải nằm xuống. Và đó là điều mà mình đã thực hiện 2 clip fail 20 kill rồi, mà chỉ vì một phát đâm fail thôi lại phải bắn lại. Khổ VL. Bình luận thì mỏi hết cả mồm. Ồ, lại thính kìa. Nhiều thính vãi trưởng luôn đấy. Ui dồi, ui dồi, ui dồi, ui dồi, ui dồi ôi. Nào, có bác nào đi lấy thính không? Á đủ. Thính bị nhặt mất rồi. Ok, để mình đi long quăng mình tìm xem là các bạn ấy lút thính xong đi đâu rồi. Không thể chấp nhận việc lút thính xong rồi té mất ạ. Vớ vẩn thật. Đi đâu rồi? Lùng sục mới được. Vô lý thật. Ở đâu cái kiểu lút thính xong đi mất, lút thính xong phải ở đấy mà cam chứ. Phải cam quýt mít dừa đầy đủ. Để cho một thằng như tôi đi nhặt thính mà cuối cùng đến thính thì bị lút, người thì không thấy đâu. Một lỗi gọi là ức chế dâng trào lên khóe mắt, khóc mất. Đấy rồi, ui rồi ôi. Đâm mà không chết này. Đấy tôi đã bảo mà. Đi chết đi. Vãi cả nồi. Vừa rồi mình đã bảo với anh em rồi mà. Cái xe trượt tuyết này như nó đâm không có chết người thì sao ấy. Ui dồi ôi, nắm ốp thế. Thôi thôi thôi. Còn có 7 thằng nữa, đếch lút nữa anh em ạ. Đi kiếm người bắn nhau đã. Mẹ, quả đấy mình tưởng là quả đấy mình sẽ đâm được x2 cơ. Cuối cùng lại không được. Chán VL. Đấy, vừa nói xong là có gọi là minh chứng rõ ràng cho anh em xem luôn nhá. Thường thường nếu mà quả đấy mà đi mấy con Dacia là coi như là easy 2 mạng rồi đấy. Lại thính, lắm thính vậy. Nào xuống check xem thính có gì nào. Em thính có ai không? Check thôi anh em ạ. Ui dồi ôi, lại bộ người tuyết. Đấy, lại thành người khỉ rồi. Lại tăng hình rồi. Bây giờ thì ai có thể nhìn thấy tôi đây? Câu trả lời là không ai hết. Trời ơi, tàng hình giữa thiên nhiên luôn. Dã man thật. Một màu trắng xóa. Wow. Tàng hình. Đấy, có bạn nào đến lấy thính đi. Đồ trong thính vẫn còn nguyên đấy. Tôi không thèm động đến bất cứ một thứ gì ở trong thính cả. Lấy mỗi bộ người tuyết thôi. Xin mỗi bộ người tuyết thôi. Chứ không xin gì nhiều hơn cả. Bây giờ điều mình quan trọng nhất là tìm được người để mà bắn thôi. Trời ơi, ông Hùng Tâm kia. Map này mà ông còn để outside play zone nữa là tôi cũng chịu rồi đấy. Vâng, lại còn Coca-Cola nữa, cũng vừa bị hẹo. Toàn những cái tên hay thì lại phải nằm xuống. Chán vậy. Trời ơi, lại bo vào khu nhà này. Bây giờ vẫn chưa thấy các bạn ấy đâu cả. Kỳ quặc. Ui, còn có 5 người nữa thôi các bạn ạ. Trời ơi, chán ghê. Bây giờ biết kiếm các bạn ấy ở đâu giờ? Buồn gì đâu. Một nỗi buồn chán dâng trào lên khóe mắt. Ở đây chỉ có tuyết và cây cối thôi, chả thấy người đâu cả. Những con người nó quá nhỏ bé ở trong cái map Vikendi này. Một vùng rộng lớn Vikendi. Nơi đâu sẽ có người cho tôi bắn đây? Khó quá. Trời ơi, yên tĩnh quá các bạn ạ. Quá yên tĩnh luôn đó. Đấy, có con xe ở đây mà không biết là người đâu rồi. Người đi đâu mất tiêu rồi. Lại tiếng máy bay. Tiếng máy bay ở everywhere. Nào, có thả thính thì thả đi. Có thính tiếc gì thì cứ thả loạn xạ xị ngậu đi. Đâu rồi? À, thả thính bên kia. Trời ơi, game nó cứ bị khựng này. Chơi khó chịu ghê luôn. Wow. Không có ai luôn đấy anh em ơi. Thề luôn, một trận đấu nó buồn. Nó buồn một cách dã man. Chơi cái map Vikendi này nó chỉ bị cái vấn đề đấy thôi anh em ạ. Tính mình thì đã máu bắn nhau sẵn. Bây giờ chơi cái map này lại không được bắn nhau. Bởi căn bản map này nó cũng rộng quá. Giá kể nó chỉ 4x4 thôi để hợp lý. Làm cái map 6x6 làm đếch gì. Vừa tốn tài nguyên. 4x4 như map Sanhok là hợp lý rồi. Những cái map đặc trưng ấy thì chỉ cần 4x4 là đủ. Kiểu trải nghiệm thôi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Nào, 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 đừng có bắn nhau, đừng có bắn nhau. Tôi đến đây. Ô, bắn mà lại không chết ai à? Buồn cười nhỉ. Rồi, 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 rồi. Ngồi nhìn đểu này. À, như vậy là bắn để gọi mình đến. Được lắm. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Nào, qua cứu đồng đội đi. Cứu hộ mình cái. Nào, để thì cứu này. Đáp trước quả bom vào đấy. Ra cứu chết luôn này. Có chết đâu. Loạt xoạc, loạt xoạc. Nào, nào, bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi. Đây rồi, đây rồi. Đứng ra bắn này, chết luôn. Như vậy là hai thanh niên này ngồi chán quá. Gọi mình ra để bắn. Nhưng cuối cùng là hai bạn ấy không bắn được. Và đã trở thành con mồi ngon để cho mình sơi tái. Bảo rồi đừng có làm liều. Người ta liều thì ăn nhiều. Mình liều là ăn nồi đấy. Lại vào trong nhà thủ thôi. Easy game. Ô, chạy đâu vậy? Chạy. Cái đệt. Rồi, rồi, rồi. Tôi đã thấy. Nào. Thò chân à? Thò chân à? Thò chân, thò tay này. Đủ. Không trúng là thò mông. Thò mông này. Cũng không trúng luôn. Đủ. Rõ ràng thò ra một mảng lông mà lại không... À, mảng mông mà lại không trúng. Đấy. Rất tài luôn. Bắn vậy. Ui rồi ôi. Trúng rồi, trúng rồi, trúng rồi. Đây, 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 đây. Cái đùi. Cái đùi non này. Vẫn không trúng à? Không trúng này. Vãi nồi. Không trúng. Chết đệt. Ui rồi, đáp khói chạy rồi. Mình cứ sờ bam vào. Vuver lại trúng đầu. Vuver lại trúng đầu này. Đạn sniper nhiều lắm. Thoải mái đi. Đi chưa? Khó chịu nhỉ. Cẩn thận. Vẫn phải đề phòng anh em ạ. Còn hai thằng nữa cơ. Đó, 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 đó. Ở đâu ta? Ở đâu ta? Không thấy luôn. Hay quá đi. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Đây rồi, đây rồi. Tôi đã thấy bạn ấy chạy rồi. Chạy à? Ô, bắn cái gì vậy? Bắn cái gì vậy? Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Này thì ra đây này. Thanh niên bò bò đi đâu, headshot. À, như vậy là hai thằng, một thằng chạy. Ui. Một thằng chạy, một thằng bắn để dụ mình ra. Rồi, bạn dụ thành công rồi đấy. Nằm trong bụi đúng không? Chỉ có trong bụi thôi chứ còn đi đâu được nữa bây giờ đây này. Cho 30 giây này. Thôi, không cần cho 30 giây nữa. Hết thời gian. Hết thời gian. Ok. Và như vậy là mình đã đem đến cho anh em một trận đấu top 1 với khởi điểm là thành phố Goro cái méo gì đấy. Nói chung thành phố bên thị trấn bên cạnh cái hồ băng. Và anh em thấy sao về trận đấu này, thấy sao về map Vikendi và thấy sao về những cái hiện tượng giật lag? Hãy để lại comment ở phía dưới bình luận và nhớ là hãy like và đăng ký kênh nhá. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại anh em.